Thì đây là cái chất của nó. Thì ba cái vấn đề hồi nãy Văn nói với các bạn đúng không? Thứ nhất là không thấm, thứ hai là rất là bí bách da, tạo cảm giác nực nội, và thứ ba là cái mùi hương. Thì bây giờ bằng cái body này sẽ giải quyết được hết ba cái vấn đề mà chị em mình mắc phải. Đầu tiên đó chính là cái việc thấm hút của cái sản phẩm này, cái việc mà thấm hút vào da của cái sản phẩm này nha. Rồi Băng sẽ lấy một cái lượng như thế này, Băng thoa lên cái tay của Băng. Đây, Băng sẽ thoa lên. Thì Băng sẽ cho các bạn coi hai bên. Thì các bạn sẽ thấy là cái việc mà lên tông của sản phẩm này là không quá nhiều. Đó, bởi vì Băng đánh vào cái việc dưỡng ẩm là chính, chứ không đánh vô việc mà lên lên tông ngay lập tức. Nhưng mà nó không phải như vậy là nó không trắng nha các bạn, nó trắng từ bên trong ra, nên cái thời gian mà trắng thì các bạn có thể cảm nhận được sau một hũ, thì các bạn sẽ thấy cái da của mình nó sáng lên, nó cũng có sáng hơn á, nhưng cái make up nó rất là nhẹ, nó không có phải make up mà quá lộ liễu, vì chính vì nó make up nhẹ và nó lên tông tự nhiên như vậy nên nó không hoàn toàn không bị lộ vân kem. Bạn sẽ gợi gần cho các bạn và một minh chứng rõ ràng nhất cho cái việc mà sản phẩm đã thấm hết vào da và không bị lộ vân kem đó là gì. Đó chính là bây giờ bạn đang mặc cái áo màu đen nha. Bạn sẽ lấy cái áo này, bạn chùi lên. Và các bạn nhìn nè. Các bạn nhìn thấy không? Nó không có bị trắng cái phần áo này. Bạn chùi cao lên đây cho các bạn coi. Nè. Nó không có bị làm trắng cái áo này. Điều đó chứng tỏ là kem nó đã thấm vào hết cái da của các bạn rồi, và nó không lộ vân kem miếng nào hết luôn. Nên khi các bạn thoa lên cái áo màu đen như thế này nè, các bạn thấy là cái áo của mình nó vẫn còn đen bình thường. Thậm chí nếu như Băng lấy cái kem này, Băng lấy cái kem này nha. Đây, Băng chét thẳng lên áo luôn. Băng chét thẳng lên áo cho các bạn coi luôn. Thì các bạn cũng sẽ thấy là cái này là dính cái gì đây. Đây, bạn chét thẳng lên áo luôn thì nó vẫn không có bị trắng cái áo. Còn nếu như những cái kem bình thường mà các bạn lấy chét vô cái áo đen, hoặc các bạn dưỡng da vô tình nó dính lên cái áo, hay là nó trắng cái kiểu trắng nó rất là khó chịu đó. Nên các bạn thoa cái này, các bạn đi và ra đường ăn tiệc ăn gì mà các bạn có mặc đồ đen thì các bạn cũng rất là tự tin, nó không có bị dính đồ. Hoặc các bạn có ngồi lên yên xe thì cũng xong không bị dính cái yên xe của các bạn đó. Thơm quá, đáng lẽ là cái mùi thơm phải review cái thứ ba, nhưng mà do nó thơm quá, Băng cứ mỗi lần mà Băng thoa này giống như một thói quen là Băng cứ phải dơ lên Băng ngửi. Thì cái mùi hương của nó giống như những cái mùi nước hoa của Pháp á, tại vì Băng rất là thích những cái mùi nước hoa của Pháp á, nên Băng có lấy những cái mùi hương đó Băng cho những cái chuyên gia người ta bào chế làm sao để nó có được cái mùi hương đó. Để làm chi? Để khi các bạn dùng cái body này thì chúng ta không cần phải xịt nước hoa. Trời ơi, mà cái mùi hương nó rất là lâu luôn. Không lẽ giờ bạn đi ngủ bằng xịt nước hoa ha? Đúng không? Không lẽ trước khi đi ngủ xịt nước hoa để cho ông xã ông thấy mình thơm. Nó rất là kỳ đúng không? Rồi thậm chí đi ra ngoài nắng, trưa nắng mà các bạn phải xịt nước hoa nữa, nó làm cho mình cảm thấy rất là mệt cái đầu. Nên khi mà bạn làm cái body này thì khi các bạn thoa lên là đồng nghĩa với việc các bạn đã xịt được cái nước hoa, mà khi các bạn ướp hương nước hoa vào da thì cái mùi nó rất là đã. Mỗi cái cơ thể nó có một cái mùi, nó tạo thành một cái mùi khác nhau cho các bạn, không phải ai cũng giống cái mùi nhau đâu đó. Mỗi cái cơ thể chúng ta có một cái mùi mồ hôi khác nhau, thì khi cái này thoa lên nó sẽ tạo một cái mùi dấu ấn riêng của bạn mà không giống ai hết. Và Băng cam đoan với các bạn đó là một cái mùi mà khiến cho đối phương cảm thấy rất là có thiện cảm với bạn luôn, thiệt sự là như vậy luôn. Rồi đó là Băng đã giải quyết được hai cái vấn đề cho các bạn rồi đúng không? Cái vấn đề thứ ba là cái gì? Đó, vấn đề thứ ba là vấn đề giải nhiệt cơ thể. Mà cái vấn đề này ba có thể nói là luôn là băng 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 cảm biết là có một nhiều nhiều bạn á, cảm thấy rất là lạ. Và bây giờ băng sẽ thoa hết cái body của băng cho các bạn coi nha. Cái bầm này là hôm bữa leo lên đầu ông Vũ chơi té xuống đập chân vô bị bầm. Trời ơi, cái việc mà giải nhiệt cơ thể này các bạn có thể thấy rõ ràng nhất nếu như các bạn thoa vào trưa nắng. Trưa nắng đang nóng nực mà các bạn thoa lên người các bạn là các bạn sẽ thấy nó mát, giống như là các bạn đang thoa nước đá lên người các bạn vậy đó. Còn buổi tối mà mấy bạn mà hả đang ở trong phòng máy lạnh á, mà bạn nào yếu yếu trong người là các bạn thoa lên các bạn thấy liền, trời ơi nó ớn lạnh. Ôi Băng nói nè, nó có sách mách có chứng là cái đùi của Băng nó đang bị nổi da gà lên luôn.
nó lạnh á. Thoa mỗi lần mà Băng thoa cái này là cái người Băng sẽ bị nổi da gà, bởi vì Băng đang chuẩn bị cho mình một cái mền. Mỗi lần thoa xong là đắp mền liền, trời ơi nó lạnh lắm. Ở nhiều khi nói mình sẽ thấy lạ không, mắc mới gì thoa thoa body mà bị lạnh rồi. Thiệt thử là mỗi lần Băng thoa cái này là Băng cảm thấy rất là lạnh. Ủa nó the hết cái người mình lên luôn vậy các bạn. Trời ơi, mà các bạn yên tâm, khi các bạn thoa lên một phát thôi, phải nói là nó thấm trong vòng bao nhiêu lâu ta? Chắc khoảng 30 giây. 30 giây thôi là các bạn sẽ thấy cái da của mình nó thấm hết, cái kem nó thấm hết toàn bộ vô cái da của các bạn. Mùi hương nó tỏa ra hết cái phòng.